OK, xin chào thầy mọi người trở lại kênh của mình nhá. Như vậy nói chung là cách đây khoảng một tuần thì có một bạn có nhờ mình chỉ các bạn cách mà lên cái cách áp lực chiến làm sao cho nó cao ấy. Thì nói chung là mình bận quá hôm nay có thời gian trả lời bạn một chút. Nói chung thì uh, để nói thẳng một điều cái này thực ra nó cũng không quan trọng lắm đâu. Nhưng tuy nhiên thôi thì mọi người có nhu cầu hỏi thì mình sẽ cố gắng mình trả lời thôi. Mình cảm giác thấy nó bỏ làm thành một video thì mình cũng làm một video mình uh, chỉ các bạn một số cái liên quan đến vấn áp lực chiến nhé Và tất nhiên là đây chỉ là tham khảo thôi nhé, đừng có quá kỳ vọng làm gì. Để thực tế là nhiều khi lực chiến cao cũng không mạnh đâu. Còn những cái người mà lực chiến cao nó mạnh thì người ta, đầu tư nhiều lắm thì nhiều khi một số bạn khác cũng không theo kịp đâu. Còn bây giờ trước khi vào nội dung chính của video đừng quên là like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Nếu các bạn khán giả của kênh đang quan tâm những sản phẩm mà mình đang làm hiện tại trên kênh youtube của mình thì bên cạnh kênh youtube thì các bạn chú ý cho mình chút là mình vẫn có một trang blog cá nhân với tên miền là nguyễnvisuân.com nhé Đây là chính là trang blog cá nhân của mình À, tại trang blog lúc này nói chung thì mình sẽ có những bài viết chia sẻ với người những cái kỹ năng hỗ trợ bạn chơi game trong quá trình chơi game cho hiệu quả hơn đúng không nhỉ trang blog thì nói chung cũng uh, nội dung thì cũng bình thường thôi tại khái hướng đến những bạn nào mà có quan tâm đến game mình đang chơi không phải đi quảng cáo từng game mà ở đây mình hướng đến đây là hướng dẫn các bạn những bài viết hỗ trợ bạn chơi được game đúng không nhỉ làm sẽ viết những cái bài viết liên quan bạn hướng dẫn trực tiếp quá trình chơi game luôn để cho bạn có thể có những cái nhìn gì đó tích cực về game một chút để bạn hiểu game hơn để có thể đi phục vụ trong quá trình chơi game bạn hiệu quả hơn thì mình hướng đến vấn đề là giúp bạn chơi được game đúng nhỉ và nói chung là bên cạnh đó thì cái block cũng sẽ hỗ trợ cho bạn cái quá trình liên hệ mình dễ hơn Tại vì bạn biết một điều trên cái mạng xã hội thì rất dễ có những trường hợp xảy ra Ví dụ như kiểu ngày hôm nay mình sử dụng tài khoản xã hội này Ngày mai mình làm tài khoản xã hội khác Có thể đôi khi bị mất nick này nọ linh tinh cũng nhỉ Thì bạn chú ý ở đây mình sẽ để cập nhật ở đây những cái tên, những cái link đường link chính của mình Ví dụ ở đây có link youtube này, link fanpage này, link tiktok, instagram Lotus, Capo, Twitter là những cái trang mạng xã hội của mình. Thì trong một số trường hợp không may mình bị ảnh hưởng với trang mạng xã hội nào đó vì vấn đề gì đó bị ảnh hưởng thì mình hoàn toàn có thể cập nhật mới trên này luôn. Nên thời ra mình mong các bạn là chú ý đến cái trang blog của mình để có thể liên hệ mình tốt hơn bây giờ quay trở về với lại vấn đề áp lực chiến ở đây thì chúng ta chú ý một số vấn đề như sau đầu tiên thì cái lực chiến ở đây bạn để ý một chút là lực chiến sẽ có hai chỗ hiển thị nhé để xem bạn muốn áp lực chiến nào thường ấy thì mình khi lấy làm mốc thì mình hay lấy cái lực chiến ở trong chỗ xếp hạng là chỗ cộng đồng này ra vào chỗ xếp hạng này mình hay lấy cái lực chiến trên này là cái lực 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 chiến mà kiểu làm cái mốc định vị của mình ấy Thực ra thì đôi khi nó cũng chả lệch nhau đâu Có lúc lúc nó bị lag thì lực chiến bên này với lực chiến ở trong này khác nhau một chút Còn có những lúc như ví dụ trường hợp này hiện tại đây mình thấy là hai cái lực chiến đang giống nhau không nhỉ Nhưng mà tuy nhiên một số trường hợp sẽ bị lag hai cái này khác nhau Thì nói chung là để mà khi so sánh một chút là mốc ấy Thì mình hay lấy trong bảng xếp hạng là mốc còn nói chung là tùy bạn thôi nhỉ nói chung mình hay xếp so sánh hay so trong uh, bảng xếp hạng là mốc còn đôi khi còn khi còn khi một số bạn hay kiếm kiểu làm số lực chiến đẹp ấy thì các bạn sẽ chụp một là chụp thường các bạn sẽ chụp cái lực chiến bên ngoài hơn cái lực chiến bên ngoài hơn còn sau một số trường hợp để so sánh thì hay so sánh cho cái chỗ cộng đồng hơn còn dĩ nhiên là trong một số trường hợp nó giống nhau cả hai chỗ nó không bị lệch nhau ấy tốt quá đúng không nhỉ nhưng mà chung là lệch nhau không lệch quá nhiều đâu chẳng qua một số trường hợp nó bị lag linh tinh nó thể lệch nhau một chút thôi và sẽ có một số trường hợp là đôi khi nó bị lag hay là cái lực chiến này nó xoay tròn liên tục. Nó xoay tròn liên tục rồi thì bạn thấy một cái trường hợp ở đây là không nhìn rõ số lực chiến là bao nhiêu thì đó là đôi khi nó bị lag thì bạn đăng nhập lại game sẽ mất cái đấy thôi. Đấy một số trường hợp hay xảy ra thế. Thì nói chung là đầu tiên là phải chia sẻ với bạn thế này. Khi bạn chơi ở một server mới ấy, thì đứng rồi thì thực sự vấn đề lực chiến cao hay thấp nó không bằng vấn đề chất lượng tướng của bạn đâu. Là nhiều khi bây giờ bạn ví dụ như kiểu bạn chơi năm con tướng sura bình thường ví dụ mình chơi bạn chơi con lo này con zimbi này con uh, Kijazu chẳng hạn này hay con men này với lại con uh, con nào nhỉ ví dụ bây uh, giờ con uh, con gì nhỉ ví dụ con Frankie chẳng hạn đi ví dụ bạn chơi năm con tướng đó gặp một bạn chơi chỉ có hai tướng là con men con rayli thôi ấy. thì chắc chắn một điều đấy là về mặt lực chiến ấy là các bạn chơi năm tướng sẽ cao lực chiến hơn các bạn chơi hai tướng không nhỉ nhưng tuy nhiên một điều đánh nhau thì chắc chắn là tỷ lệ rất là cao là các bạn chơi ấy bạn sẽ là người chiến thắng thế ra mình nói câu chuyện đây đó là server mới ấy, thì thường là chất lượng tướng sẽ quan trọng hơn là vấn đề lực chiến nhá còn lực chiến thực sự chỉ quan trọng số bạn là server cũ ví dụ như nick mình này mình ở server cũ mình đánh các top ấy thì nói chung ăn nhau vì kiểu là cùng là cái server ra lâu rồi thì gần như những thứ cơ bản trong game hầu như có hết rồi ví dụ một số cái tính năng cơ bản trong game bây giờ của mình bạn để yếu lúc nào một chút là gần như mình mắc hết mọi thứ có thể mắc rồi bây giờ toàn những thứ mà gần như phải nạp mới lên được thôi thì vấn đề đấy bây giờ vấn đề là lực chiến rất khó tăng thì vấn đề mới dẫn đến cái vấn đề là ông nào lực chiến cao hơn thường nó sẽ lợi thế hơn ông được đánh trước thì lúc đấy là kiểu là cái gì cũng cố gắng là kiểu đam nó quá là to ấy thì đánh trước cái lợi thế hơn còn một số bạn server mới thì vẫn khuyên các bạn là chú trọng vào vấn đề sức mạnh của tướng là chất lượng tướng là chọn cho con tướng mạnh để lên trước có thể chỉ có hai ba tướng thôi nhưng có thể đánh được năm tướng nếu chất lượng tướng vẫn tốt còn các bạn server cũ thì thực sự là vấn đề lực chiến rất là quan trọng đấy. Tại vì thực ra lực chiến là, là tầm tầm server cũ là sát thương mọi người là to như nhau, tranh nhau không đáng kể mà đều đủ sức là kết liễu hết đối thủ ấy. Thì nói chung ông nào được chiến to đánh trước nó vẫn là lợi thế rất nhiều. Tất nhiên là sẽ áp dụng cho một số trường hợp nhưng mà nếu mà sử bạn có một số siêu tướng ấy, nó kiểu nó mạnh hơn rất nhiều thì đôi khi đánh trước không thắng đâu. Nhưng nếu như bạn không có không có siêu tướng ấy, là những con tướng bình thường ấy thì thường là ông ông nào đánh trước ông sẽ thắng ấy. Còn khi mà có đối thủ có siêu tướng thì đôi khi đánh trước cũng không thắng được. Còn để tăng lực chiến thì chắc chắn một điều phải chia sẻ một sự thật nó hơi đau lòng các bạn một chút Đó là đôi khi nói thẳng một điều lực chiến cao phải nạp nhiều Tại sao mình nói lực chiến cao nạp nhiều Ví dụ trong cái quà phản hồi chẳng hạn mà thấy một điều là Khi bạn nạp thẻ ấy nó cho bạn rất là nhiều thứ đúng nhỉ? Trong đó một số thứ mà gần như bạn không cần biết chơi cũng vẫn là mạnh Ví dụ như đây cho bạn những túi cờ cái túi cờ nói thật với bạn là điều là bạn cứ mở ra và dùng phát là tăng lực chiến luôn đúng nhỉ bạn chả cần biết phải không, bạn không cần hiểu am hiểu về gì về game chỉ đơn giản là điều bạn mở ra phát tăng lực chiến luôn cộng chỉ số luôn đúng nhỉ vừa mạnh về lực chiến lại vừa mạnh về chỉ số hay phía dưới cho bạn kiểu đây cho bạn tận là, là đây là là 50.000 đá khắc ấn nhỉ bạn đi đào một ngày được bao nhiêu đá khắc ấn cho phát được 50.000 đá khắc ấn luôn nhưng nói chung là so với một số cấp cao thì khắc cũng chả đáng mấy tự thậm chí có thể là thiếu nhưng một số những số bạn kiểu level thấp hơn 180 ấy, thì nói chung là 50.000 đá khắc ấn là rất là giá trị nó khác là rất nhiều thứ hay phía cuối này bạn thấy nó cho bạn cái túi cờ cao cấp này nó tăng rất nhiều đúng không nhỉ hay những túi kim cương cổ đại giúp bạn mạ vàng rất là nhiều mà những cái này đều tăng được chiến cả hay cả trang sức nữa bạn gom đủ món ấy, thì nó tăng cho bạn rất là nhiều chỉ số đúng không nhỉ nên chắc chắn một điều đôi khi mà cho cả số con pet bậc một cơ tuần này không có pet bậc một nhưng đôi khi cho cả pet bậc một cơ và cho rất nhiều nguyên liệu lên đầu đính tinh cho kinh nghiệm bảo thạch để nâng ngọc các thứ linh tinh thành ra nói chung là điều đến bạn phải hiểu một điều là lực chiến cao là phải làm nhiều còn nói chung không nạp được nhiều thì đừng hy vọng được chiến quá cao tại vì đứa ở cái quà nạp lúc nào sẽ hơn cái quà kiếm free trong game cái thứ hai vấn đề ở đây bạn phải hiểu điều là những cái thứ bạn kiếm được free trong game ấy thì đối thủ bạn sẽ kiếm được như thế mà hai ông đều kiếm được như nhau chỉ hơn nhau ở chỗ ăn 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 quà nạp thẻ thôi đúng nhỉ nên đó là lý do vì sao mình hay chia sẻ bạn hơi đau lòng một chút đó là lực chiến cao thì phải nạp thẻ còn không nạp thẻ nói chung lực chiến nó không thể cao đâu còn bây giờ nói chung một số cái cơ bản trong game mà có thể hỗ trợ và tăng được chiến nó khá là nhiều thì ở đây có thể lưu ý một số thứ này đặc biệt đầu tiên đây vấn đề bảo thạch Tại vì khi vừa mới ra game phát là bảo thạch đã có luôn rồi. để ra cái này nó hỗ trợ tăng rất nhiều được chiến. Và lên ngọc càng cao và up level càng cao được chiến tăng càng nhiều. Và nói chung bạn để ý một chút là tướng vật công ấy thì thường bạn sẽ up cho mình cái viên vật công lên là cao nhỉ. Với các viên thủ viên máu nhỉ. Nhưng nếu bây giờ bạn muốn lực chiến nó cao hơn nữa thì bạn phải chơi cái chiến thuật gọi là lực chiến ảo. Lực chiến ảo ở đây tức là bạn up những viên ngọc nó không tăng chỉ số nhỉ ví dụ mình đang chơi con bên vật công tức là gì liên quan vật công và đam chính là vật công đúng không nhỉ thì cái việc mình áp cái, cái, cái ngọc tuyệt chiêu ngọc hoa công ấy thực sự không có ý nghĩa gì trong vấn đề đánh nhau cả đúng không nhỉ ngọc tuyệt chiêu và hoa công có cao ra bao nhiêu ấy thì gần như cũng chả đánh đấm vào gì tất nhiên là với điều kiện là bạn ở những ngọc bình thường thôi còn khi bạn lên những viên ngọc cao này bạn để ý một chút là vẫn có thể tẩy thêm dòng đúng không nhỉ tức là bạn có thể áp một viên ngọc tuyệt chiêu lên cao để tẩy dòng liên quan đến vật công thì cái đấy hoàn toàn có thể áp dụng được nhưng nếu bạn không áp lên cao thì đôi khi nên chỉ gọi là áp lực chiến ảo ví dụ bạn để một viên ngọc 6 sao mà áp lên level max của nó là 45 chẳng hạn ấy thì đấy gọi là lực chiến nào là những cái thứ lực chiến mà không giúp bạn tăng sức mạnh chỉ giúp bạn tăng con số lực chiến thôi thì đấy nói chung thì với nếu bạn muốn lực chiến cao thì bạn chịu khó áp ngọc lên nhiều nhiều một chút và như kiểu tứ tùy chiêu để áp cả những viên vật vật công và ma công lên để về sau tăng lực chiến lên còn nếu về sau bạn muốn nó biến thành lực chiến thật thì bạn nâng lên thành ngọc 8 sao đến học 9 sao sau đó bạn quyền bạn đi tẩy dòng liên quan đến cái dòng đam chính của bạn ấy thì đó là cách để bạn tăng uh, biến cái lực chiến ảo thành lực chiến thật một chút đúng nhỉ còn khi bạn chưa chuyển bạn chưa tẩy dòng liên quan ấy thì chắc chắn một điều là nó sẽ chỉ lực chiến ảo thôi mà lực chiến ảo và hiểu đâu nè chỉ được cái to chỉ được cái lực chiến to thôi. đánh nhau chả chả mạnh gì đâu đúng nhỉ nó chỉ được cái lực chiến to thôi thì nói chung là cái ngọc là một cái cái tăng lực chiến rất là nhiều cái tiếp theo là cái cờ cái cờ thì đấy mình bảo tôi nạp thẻ thì nó tăng nhiều lắm đặc biệt những cái cờ siêu cấp ấy những cái cờ cao cấp và cờ siêu cấp nó tăng được chiến rất là nhiều nên là chung bạn nào kiếm được nhiều cờ nó mạnh thôi đúng không? những cái cờ mà chỉ số cao cao về sau này những cái cờ về sau này nó tăng được chiến rất là nhiều là nó tăng rất là nhiều thì ra chung bạn nào kiếm được nhiều nó tăng thôi cũng nhỉ còn tiếp tục là vấn đề nữa có thể tăng được chiến ví dụ như đây là bạn có thể để ý ở đây là trong cái phòng pet ấy thì nói chung bạn để ý một chút là có những con pet ấy những con pet cưỡi thì nó chưa tăng được nhiều lắm đâu nhưng những con pet bậc một ấy những con pet mà chữ bậc một ấy ví dụ ở đây xem có con nào nhỉ đây là những con pet ví dụ như con mũi khoan những con pet có chữ bậc một này nó tăng lực chiến rất là nhiều nhưng mà con này kiếm ở đâu thì với phần lớn thì bạn cũng phải đi nạp thẻ mới có thôi nhưng tuy nhiên có thể kiếm một số con này một số các hoạt động trong game ví dụ như là chỉ vào đây bạn thể đi dò từng hoạt động một cho mọi người xem nhé ví dụ cho trong cái chỗ chỗ chiến trường thì ở đây bạn đấy chiến trường có một con là con máy xúc chopper bậc một những con này tăng rất là nhiều tiếp tục ở trong cái chỗ tiếp theo nữa ở đây đó là cái chỗ cây ác ma thì nó có một con là con xe cẩu bậc một tăng rất là nhiều nhưng mà vẫn vẫn lưu ý các bạn điều là tốn lắm tốn lắm tích lâu lắm tiếp tục ở trong xem này trong này có không nhỉ trong này có con máy bay chopper bậc một nhỉ ở trong một trong gua những có con máy khoan bậc một xem chiếc vật phẩm này đây có máy khoan bậc một nhỉ đây có rất nhiều chỗ có chẳng đống trường cho có không? ở đây có con uh, tàu ngầm chopper bậc một và trong cái chỗ cái chỗ tàu chiến ở à, đây có máy bay nữa, đúng không nhỉ như vậy thấy một điều là đấy và sau khi mà kiếm những con bậc một đấy bạn thể ghét thêm một con người máy chopper bậc một ở cái con chỗ này này ở trong chỗ này có cái chỗ hợp thể này Bạn có thể hợp thể những cái con bậc một này thành một con bậc một mới giống nhỉ nên khi bạn kiếm đủ siêu tập đủ những con như kiểu là, là là con máy xúc con tàu 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 ngầm con máy bay con máy khoan và con máy cẩu như nhỉ và đủ năm con này sẽ tạo thành một con mới cũng tăng được chiến cho bạn nữa thì đấy một số cái con tăng rất là nhiều nhưng tuy nhiên có thể nói thẳng một điều là rất là khó kiếm và tích rất là lâu và kiên trì được thì bạn kiếm mà thôi ví dụ như cái con này liên quan đến cây ác ma nó thật bạn là cái điểm cây ác ma toàn đi đổi cái điểm trá quỷ để mà nâng kinh nghiệm trá quỷ thôi chứ còn thực sự mình cũng trả đổi cái này làm gì tại đổi cái này nó ngang với việc là mắc một mùa ấy. giống như kiểu bạn đua thành công tên lửa mới đủ điểm đổi cái này rất là lâu còn một số cái con như kiểu là con máy xúc tàu ngầm hay là máy bay hay là con máy khoan thì mấy con này thực sự là bạn có thể kiên trì tích được tại những cái điểm đấy về sau bạn không dùng mấy thì về sau có thể đổi những cái này cũng được để tăng chiến thứ linh tinh lên Tiếp tục một cái nữa tăng rất nhiều đến khắc ấn Thì cái khắc ấn chủ yếu nó tăng nhiều khi bạn đạt được level 180 nhé Thì khi đó cái giới hạn khắc ấn bạn lên thành mắc ấy tối đấy mắc nó sẽ là cấp 90 nhé Mắc là cấp 90 nhưng mà khắc rất là tốn đúng không nhỉ Ví dụ như thế là nếu mà giả sử lên cấp ở cao hơn nữa thì mất khoảng tầm 8 80 mấy ca đây, Vấn đề ở đây là mắc cấp rồi, mắc là cấp 90 Thì nó khoảng mất khoảng tầm 8 mấy ca rồi Có thể ít hơn dưới 7 mấy ấy, không như chính xác lắm Nhưng lại khám điều là khắc càng lên ca càng tốn nhiều mà nói chung là tăng nhiều nhưng tốn cũng nhiều nên bạn chấp nhận điều đó và vẫn luôn nhấn mạnh bạn chút là cái gì nó sẽ tăng được chiến hết tất cả mọi thứ bạn nâng lên đều tăng được chiến chẳng qua là tăng nhiều hay tăng ít thôi chẳng qua là mấy cái như kiểu bảo thạch này hay là cái như kiểu là cái khắc ấn này hay cái cờ này hay là những con pet bậc một những thứ là những cái bạn cần lưu tâm hơn và một trong những cái thứ nó cũng tăng pet cũng tăng được chiến rất nhiều là con pet thì cho chung cho con pet thì bạn phải để ý cho mình chút là con pet ấy thì ở đây bạn để ý chút là pet càng cao và tăng càng nhiều nhưng tuy nhiên cái con pet này hãy áp dụng cho số bạn nào lấy cái lực chiến đẹp ấy Ví dụ như kiểu bây giờ mình đang năm một bao nhiêu ấy, bây giờ mình muốn chỉnh được chiến mình thành khoảng tầm 5 5, 5 5 5 tức là toàn số 5 chẳng hạn ấy. Thì người ta hay dùng cái cái con pet này để đi tẩy một chút. Tại con pet này tại sao lại tẩy được chiến đẹp được? Tại vì khi bạn cường hóa và để cái chỗ cường hóa này. Ví dụ bây giờ mình đang được chiến ở đây là để ý với số cuối là 649 nhá. Mình thử cường thử món cá xem nó tăng được chiến bao nhiêu nhá Đây thành 7 hai mấy thì bạn ấy trừ cái số vừa tăng đi trừ cái số trước để xem một lần nó tăng khoảng bao nhiêu để bạn lấy đi cân đối, cân đối sao đường chiến nó đẹp. Ví dụ mình đang muốn là 5 năm 5, 5, 5 bao nhiêu thì mình cái cường hóa là đến mức khoảng tầm 5400 bao nhiêu đó. Sau đó mình sẽ cường thêm chút cá thì ít một ít một. Nhưng mà để cắt được chiến đẹp thì bạn phải dùng thêm nhiều cái cá vằn nhé. Tại vì sao phải dùng cá vằn mà không phải dùng cái cá mập hay cá lồng đèn? Tại vì cá mập cá lồng đèn nó luôn luôn cộng, nó luôn luôn là số dương nhưng mà khi mà dùng cá 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 vằn ấy nó có xác suất bị trừ điểm đi nhé để là như thế mới trừ được số đẹp của bạn đúng không nhỉ để dành như bạn nào thích cái số, số đẹp ấy thì bạn hãy dùng cái con pet ấy, để bạn chỉnh số đẹp Thế dành như bạn nào thích, thích 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 cái số đẹp thôi nhé còn nếu bạn nào chỉ quan tâm được chiến to thì cứ cường hóa toàn cá mập đi cường toàn cá mập đi tăng cho nhiều đúng không nhỉ nhưng nói chung bản chất là khi bạn lấy con pet về đã tăng được chiến rất là nhiều rồi thì thực sự một số bạn hay hỏi mình cách áp lực chiến mình nghĩ chỉ đang quanh mấy cái đấy thôi nó chả có gì nhiều đâu chẳng qua vấn đề dự nhiều khi bạn hay bảo tại sao thằng kia nó lực chiến to thế thì thường là bạn không biết là vấn đề ở đây là do nó nạp nhiều với bạn thôi chứ còn nếu hai người chơi cùng lúc như nhau ấy là nhiệm vụ đều đặn như nhau ấy thì gần như lực chiến nó chả tranh nhau là mấy đâu tức là có thể cao nhau một chút xíu nhưng không thể canh tranh nhau một con số quá to được tại vì chắc chắn một điều không thể tranh được còn nhiều khi bạn ấy hay bảo em nhìn em soi đồ nó em thấy nó chả hơn em cái gì ấy thì bạn khi bạn vào trong xếp hạng ví dụ bạn vào xếp hạng này, ví dụ bạn soi đồ một bạn nào đó, ví dụ bạn soi đồ một bạn nào đó thì bạn để ý một chút là bạn chỉ có thể nhìn một số cái bề ngoài người ta thôi, thì bạn đâu biết cái bên trong người ta là gì đâu. Ví dụ như là về giờ vào đây bạn soi nhé thì bạn chỉ thấy là đầu tiên ở đây bạn thấy gì? Bạn thấy người ta đang chơi những tướng sura gì Đây là vấn đề đầu tiên. Đó, tướng nó cấp bao nhiêu rồi bạn thấy được, cấp thân mật là bao nhiêu bạn thấy được, đúng không nhỉ? À, bạn chỉ nhìn số thiên phú nhưng bạn không thể biết được người ta đang có bao nhiêu trang sức, à, cái trang sức bạn không thể biết được người ta dùng trang sức gì, à, hay là bây giờ bạn nhìn như này thì bạn cũng không thể biết được người ta dùng pet gì cũng nhỉ? Có một số bạn hay bảo là em sẽ xuống cùng cả xe con pet đang trang bị, nhưng bạn phải chú ý một chút là người ta có thể trang bị một con pet không liên quan đến con pet người ta đang dùng, tại vì trong cái đồ dám pet có chỗ trang bị hình ảnh pet mà bạn chọn con pet nào nó ra đúng con pet đó chứ không nhất thiết phải đúng cái con người ta đang dùng, tức là chỉ số là con đang dùng nhưng đôi khi hình ảnh là hình ảnh khác, cũng như cái danh hiệu vậy thôi, đôi khi người ta dùng cái danh hiệu này người ta thấy chỉ số của danh hiệu này nhưng đôi khi cái thằng thể lấy cái hình ảnh của một danh hiệu khác thì game cho phép như thế mà để cho là vì người ta thấy hình ảnh danh hiệu khác nó đẹp hơn nhưng chỉ số nó kém hơn ấy thì người ta sẽ lấy cái chỉ số của danh hiệu cao và lấy hình ảnh của danh hiệu thấp thì bạn không thể nào đoán được người ta dùng danh hiệu gì đúng nhỉ hay bạn nhìn sơ sơ về là sao bạn biết được người ta có bao nhiêu các pet bậc một bạn nhìn thế này bạn không thể nào biết được người ta có pet bậc một bao nhiêu con ví dụ người ta bây giờ người ta có 10 cái pet bậc một bạn không có con nào chắc chắn là nhiều lực chiến người sẽ cao hơn bạn đúng nhỉ lực chiến ta sẽ cao hơn bạn chắc chắn hay bây giờ bạn nhìn sơ qua bảng xếp hạng bạn không thể biết người ta có bao nhiêu lá cờ đúng không nhỉ? Bây giờ người ta toàn cờ siêu cấp thì làm sao bạn đuổi kịp được đúng không nhỉ? Đó là những cái mà vì sao khi bạn nhìn xếp hạng ấy, bạn hay bảo là em chơi cùng nó nó tứ linh tinh mà tại sao nó hơn em? Thì đôi khi bây giờ em sao em biết được nó có những cái gì đúng không nhỉ? Em chỉ thể soi một số thứ cơ bản như là tướng, như là ngọc, như là báu vật hay là một số cái nguyên tố linh tinh thôi chứ làm sao biết được. À lại nhắc đến nguyên tố nhá. Thì cái nguyên tố ở đây nó tăng được khá là nhiều đấy. Ví dụ bạn để yếu chút là trong cái nguyên tố này, Và để ý một chút là những cái viên ở đây bạn chú ý là nếu tăng được chiến thì bạn chú ý nâng cho mình những cái viên là trừ hai vị trí trừ ba vị trí ra vị trí này này vị trí này à, vòng vị trí này vị trí này hai vị trí cuối cùng ấy là hai vị trí bạn không 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 cần nâng cao nếu bạn chỉ quan tâm lực chiến nhé tại vì khi bạn nâng cái này hay bạn nâng cái này ấy, là hai cái này đều không tăng lực chiến nhưng mà khi bạn nâng sáu cái còn lại dưới đều tăng lực chiến nhé chú ý cái này đấy, là cái gì tăng lực chiến nếu bạn thích lực chiến và tăng nâng cái này đặc biệt là khi bạn nâng những viên thủ trước nó sẽ mất ít kinh nghiệm hơn đấy thì nó tăng lực chiến nhiều hơn ví dụ như bỏ thử một viên ra cho bạn xem nó mất tụt lực chiến bao nhiêu nhé 517 xuống gọi là 516 bây giờ trang bị phát nhá. Thế lại lên thành 517 kìa. Như vậy thấy là 1716 ở đây bao nhiêu chữ số không đây? 33. Như vậy nó khoảng tầm cũng phải tầm 1 1 triệu được chiến à? Ở à, tầm 1 triệu được chiến à, à đâu? À 5716 là khoảng tầm mấy nhỉ? Khoảng tầm 100 000 được chiến à? đấy kiểu kiểu thế tầm tầm đấy. Nói chung bạn thấy một điều là những cái này tăng rất nhiều. Và nâng viên thủ sẽ dễ, dễ hơn nâng viên công nhá. Thế nên nếu mà muốn tăng lực chiến bạn nâng mắc cho mình những cái viên ba cái viên thủ này, à bốn viên thủ này. Cái viên lôi gì lôi giáp này, hỏa giáp này, à, uh, phong giáp và thủy giáp là ưu tiên nâng trước đấy với đề và tăng được chiến nhé chứ còn thực sự nó cũng không mạnh đâu nếu mà bạn, bạn nếu bạn chơi muốn mạnh và nâng ưu tiên nâng công trước và nâng máu trước và nâng cả cái viên hỗ trợ ở trước này thì mới mạnh được còn cái này chỉ hỗ trợ tăng được chiến thôi nhé nếu chúng mình nhìn sơ xa sơ sơ qua game mình nghĩ chỉ như thế thôi nó không có nhiều đâu một số bạn hay nghĩ cái gì đó to tát quá thì bạn để tưởng tượng vậy thôi mình chỉ nhấn mạnh một điều là đôi khi bạn nhìn bề ngoài ấy, bạn không vào nick người ta thì bạn không thể biết người ta hơn bạn cái gì đâu đừng có nhắn tin cái kiểu một số bạn hay nhắn tin cái kiểu là em soi thứ tinh tinh em, em, em chơi cùng nó anh tinh mà à, không hiểu sao nó lực chiến cao thế nó bỏ xa em thế thì đôi khi em, em đừng có quan trọng vấn đề đấy em chỉ nhìn cái bề ngoài không bao giờ biết được bên trong người ta có gì đúng nhỉ thế bạn chú ý vấn đề nhé còn tăng lực chiến thực sự vấn đề là chủ yếu là bạn có nạp thẻ hay không thôi bạn nạp thẻ cho bạn nhiều quà tự khắc bạn sẽ cao lực chiến còn bất cứ cái gì trong game đều tăng lực chiến hết đúng nhỉ chẳng qua thì muốn bạn nào chơi free tăng nâng dễ nhất mình nghĩ là cái bảo thạch ấy cái bảo thạch là mấy bạn nâng đều hết bảo thạch lên Thế là nếu bạn chơi kiểu sức mạnh thì bạn phải nâng một một cái viên công thật cao, xong nâng một viên máu thật cao, nâng viên thủ, nâng viên khác còn cuối cùng nhỉ. Nhưng mà nếu bây giờ bạn muốn lực chiến là cao ấy thì bạn nâng đều tất cả các viên lên. Tại ra như vậy nó sẽ không không giúp bạn mạnh lên, nhưng mà giúp bạn lực chiến nó to. Tại lực chiến tính là cộng tổng tất cả các chỉ số của bạn lại thành cái lực chiến này đúng không nhỉ? Và chỉ vào chỗ lực chiến mà thấy là có rất nhiều thứ liên quan đúng không nhỉ? Ví dụ như kiểu tẩy luyện nha, tăng lực chiến bằng cách sau này ví dụ chỉ đây thấy tăng lực chiến rồi tẩy luyện trang bị này bảo thạch này thân mật đồng đội này, kỹ năng pet này công nghệ này, nhiệm vụ chính vụ tu luyện tinh 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 và thấy là như cái gì cũng sẽ tăng lực chiến hết đúng không nhỉ thấy ra rất nhiều cái tăng lực chiến nhưng mà nên ra những cái mà cho một bạn free có thể tăng được nhất thì vẫn là chỉ cái bảo thạch là dễ nâng nhất thôi còn pet đôi khi bạn không kiếm được pet ngon thì nâng mắc con pet cũng rất là khó nhưng bạn không kiếm được pet ngon rất là khó chỉ cái bảo thạch là dễ thôi là bạn nâng dồn nâng là dễ nhất nhưng tuy nhiên một điều vẫn nhấn mạnh các bạn nhé là thường server cũ người ta mới chú trọng lực chiến thôi còn server mới thì thực sự là nó không giá trị nhiều đâu server mới bạn liên quan đến chất lượng tướng còn nếu bạn đầu tư quá là nhiều chắc chắn bạn sẽ mạnh như server cũ thôi nên bạn đừng lo vấn đề đấy nên là lực chiến vấn đề ở đây chủ yếu là vấn đề do kinh tế nhé nhưng ở những thứ khác nó không quan trọng đâu bạn đừng có quá quan trọng vấn đề lực chiến nhé đặc biệt là các bạn server mới ý, là các tập trung vào chất lượng tướng này hãy lên những con tướng mạnh trước Chấp nhận một điều có thể thời gian đầu bạn yếu một chút để cho tương lai bạn mạnh hơn Còn nếu bây giờ bạn thích là kiểu bây giờ bạn mạnh và về sau bạn yếu ấy, thì bạn cứ lên nhiều tướng cho mình Còn nếu bạn muốn là tương lai về sau bạn chơi nhàn hơn ấy, thì bạn tập trung lên một số con tướng mạnh ví dụ Rayleigh trước đúng không nhỉ Đừng có bao giờ quá kiểu nóng vội Một số bạn cứ bảo em chơi free và sao em lên Rayleigh Thì đấy là do em không kiên trì thôi Chứ nếu bạn ở server mình bạn thấy một điều là gần như người ta lên Rayleigh hết rồi Mà người ta cũng không phải bạn nào cũng có tiền nạp đâu Những bạn có tiền nạp sẽ lên trong một hai tuần còn những cái bạn không có tiền nào sẽ phải lên trong vài tháng nhỉ Thì bạn xem ra bây giờ bạn có tiền thì bạn lên trong một hai tuần Còn nếu bạn không có tiền chấp nhận lên bằng tháng thôi Thì về sau bạn chơi rất là nhàn Còn nếu bây giờ bạn chơi lên kiểu năm con tướng mà nó yếu ấy Thì về sau bạn không dùng cả năm tướng đó ấy? Thì tính ra cũng cái cũng, cũng không giá trị bằng việc cần nâng của mình có Rayleigh nhỉ à, trừ một số bạn đua tốt mà không nâng really muốn lấy một số tốt cao thì nhưng mình nghĩ là cũng không, không đáng là bao nhiêu đâu mình nghĩ một điều là một là đua được lên rally đua tốt được thì ok và không lên rally thì đừng cứ đua top Thì mình cảm giác một điều là không lên là rally thì bạn chỉ nên đua một số cái top Ví dụ như là top xếp hạng Top 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 uh, kiểu xếp hạng uh, theo kiểu cái top, top treo thưởng ấy Với top phụ bản À không nhưng mà bạn, bạn không đầu tư trả được uh, không lên cấp và nhanh đâu Thì bạn chỉ có thể đua cái top treo thưởng thôi Cái này bạn nào chăm chỉ làm nhiệm vụ ẩn ấy Là sẽ lên được treo thưởng rất là cao Thì có thể bạn giới ưu tiên là cái này thôi Còn những bạn nào đầu tư thì ta mới quan tâm đến top đẳng cấp, tỷ thí, uh, phụ bản còn danh vọng những hên xui nhá danh vọng thực ra nếu bạn không đầu tư mà không có tướng ngon thì cũng rất khó để đánh được boss ở hạng cao ấy nếu mà tốt người ta chăm thì bạn không đua được chỉ có một cái treo thưởng bạn chăm chỉ một chút ấy bạn yếu mà thì bạn chăm chỉ bạn làm nhiệm vụ ngay từ đầu thì sẽ làm được cái tốt này đúng không nhỉ? nói chung là tóm lại vấn đề vẫn là vấn đề kinh tế nhá thì nói chung là bạn nào kinh tế to thì tự khắc là chiến bạn to thôi còn bảo tăng lực chiến lên nhanh thì thực sự nó chỉ có nâng mấy cái đấy thôi bây giờ bạn để ý một chút xem bạn động một cái gì của game nó sẽ tăng được chiến hết đúng nhỉ bạn cường con pet lên cũng tăng được chiến bạn lên được món đồ mới cũng tăng được chiến bạn cường hóa đồ cũng tăng được chiến đúng nhỉ hay bạn thêm con pet cũng tăng được chiến và rất nhiều cái nó cộng dồn ví dụ như là danh hiệu ấy bạn có danh hiệu bạn có một danh hiệu mới chỉ số nó thấp hơn khi ấn sử dụng nó vẫn cộng chỉ số thêm cho bạn chẳng qua là nó không được cộng nhiều bằng chỉ số gốc thôi đúng nhỉ nhưng vẫn cộng dồn cho bạn hay bạn có thêm một con pet phụ mới chẳng hạn à còn một con pet mới chẳng hạn đấy nó vẫn tặng vẫn cộng thêm được chiến cho bạn bình thường mà rất nhiều cái cộng thêm quan trọng vấn đề là bạn có nạp thì bạn có nhiều quà có nhiều quà mới nên là nhiều được chiến nó chỉ đơn giản như vậy thôi đấy thì nói chung là video chỉ muốn là nói rõ hơn cho các bạn vấn đề là nâng được chiến như thế nào thôi à, nói chung là tại sao được chiến bạn thấp thôi để bạn đỡ vấn đề băn khoăn tại sao người ta hơn bạn đúng không nhỉ là thường người ta hơn bạn về tiền thôi chứ còn nếu mà hai người chơi cùng lúc với nhau ấy mà chơi giống nhau ấy mà cái kiểu đua nhau xa sát ấy thì chắc chắn một điều được chiến không thể tranh nhau quá nhiều được đúng không nhỉ không thể tranh nhau quá nhiều đâu còn khi được chiến đã tranh nhau nhiều chắc chắn người ta nạp hơn bạn rồi trả qua là những cái giá trị vô hình bạn không thể nhìn thấy thông qua cái sự cái chỗ xếp hạng ấy Đó, không thể nhìn qua xếp hạng được Đó, không thể biết qua xếp hạng được nên bạn chú ý vấn đề này nhé Đấy, còn video này có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi thì kết thúc video ở đây thôi thì nếu mọi người thấy video hữu ích cho bạn đừng quên là like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé và mình vẫn luôn nhấn mạnh với bạn là rất nhiều thứ để tăng lực chiến để qua đây mình điểm ra bạn một số cái điển hình thôi Thế còn thực tế ra thì thực sự mình điểm xong mình tin rằng là một số bạn cũng không đủ khả năng lấy đặc biệt vẫn vấn đề nhiều cái cờ ấy rất nhiều bạn không đủ sức lấy cái cờ siêu cấp đâu thì mặc dù có tăng từ chiến khá là nhiều mà chắc bạn không đủ sức lấy đâu hay là pepsi mà không đủ sức lấy đâu và bạn nào đủ sức lấy rồi chắc người ta được chiến to sẵn rồi không phải hỏi câu hỏi đó đúng nhỉ thì ra mình chỉ chia sẻ với các bạn như thế nhé có giờ xin chào hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé xin chào nhé xin chào nhé